Bơi lội mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng nắm vững được các kỹ thuật bơi lội. Để phát huy được tác dụng của việc tập luyện dưới nước cho cả những người không biết bơi, giới trẻ Hà Nội đã tìm ra một giải pháp với môn thể thao Aquahit. Bộ môn Aquahit đã có mặt ở Việt Nam khoảng 6 tháng gần đây và nó bắt đầu từ phía bên Mỹ. Thì những người tập Aquahit người ta đón nhận môn này rất là thích thú, người ta cảm giác như là nước, sử dụng nước để tập thể dục thì nó là một cái chuyện, một cái trải nghiệm mới. Như chúng ta đã biết, bơi lội là một phương thức tuyệt vời để đốt cháy chất béo và tăng cường tập thể dục cho tim mạch. Khi bơi, tất cả các nhóm cơ chính trong cơ thể của bạn đều phải hoạt động để đẩy cơ thể về phía trước. Và Aquahit là sự kết hợp giữa tập cường độ cao với sử dụng sức nước để tạo nên một bài tập vui vẻ mà hiệu quả. Bộ môn Aquahit sử dụng cơ thể của mình và sức nước để tập cho các nhóm cơ trên cơ thể. Nó giúp mình rất là thư giãn trong khi mình sử dụng hồ bơi của mình và tập chung với nhạc. Huấn luyện viên thì rất là năng động để giúp mọi người cảm thấy thoải mái hơn trong lớp học. Nhiều nghiên cứu cho thấy các bài tập dưới nước giúp cho bạn có được thăng bằng tốt hơn và đem lại lợi ích tốt cho cơ thể gấp tới 15 lần khi tập trên cạn. Tập thể dục dưới nước giúp cải thiện độ dẻo dai cho cơ thể và còn giúp giải tỏa căng thẳng rất tốt. Có rất nhiều các động tác tập luyện dưới nước, từ đó giúp cho người tham gia vận động toàn bộ cơ thể, từ phần cánh tay, bả vai, ngực cho đến eo, mông và đùi. Đối với các bạn gái, tập luyện dưới nước đặc biệt hỗ trợ cho việc duy trì đường cong của cơ thể. Hơn nữa, bạn có thể tưởng tượng mình giống như những vũ công ở dưới nước. Tham gia lớp này em cảm thấy rằng là lớp học rất là thú vị và khi mà em thực hiện các lớp học này thì em cảm thấy cơ thể mình dẻo dai, mình có thể chuyển động cùng với nước, em rất là thích điều đấy. Nó dùng động tác của những môn thể dục bình thường nhưng mà kết hợp ở dưới nước với cả nó kết hợp theo âm nhạc thì làm cảm thấy vui và nó khác lạ với những lần tập thể dục bình thường. Không những thế, nước luôn thân thiện với tất cả mọi người, cho phép những người bị viêm khớp, những người lớn tuổi và những người mang thai hoặc quá cân luyện tập an toàn và hiệu quả. Bộ môn mình không đòi hỏi có những kỹ năng nhất định nào cả. Mình có thể không biết bơi, mình vẫn có thể tập được cái môn này. Môn Aquahit thì mình tham gia được khoảng 3 lớp rồi. Đầu tiên thì huấn luyện viên rất là nhiệt tình, hướng dẫn các động tác và rất là thân thiện. Bài tập thì rất là thú vị và nó không nặng, không kém gì các động tác gym bên ngoài. Nó tránh được những cái chấn thương như mình bởi vì mình tập dưới nước ấy. Tránh những chấn thương mình cảm thấy rất là thú vị. Nếu bạn đang có chấn thương hoặc đang bị đau lưng thì các bài tập dưới nước là vô cùng lý tưởng. Bên cạnh việc rèn luyện cơ bắp, tập luyện dưới nước còn giúp bạn tăng cường sức đề kháng và đặc biệt tốt cho tim mạch. Điều này giúp giảm thời gian của bạn trong phòng tập thể dục và cung cấp cho bạn nhiều lợi ích hơn trong một khoảng thời gian ngắn. Ngoài những bài tập tim mạch, hô hấp và tập thể lực, môn thể thao này còn có rất nhiều biến tấu lý thú để khám phá như nhảy dưới nước, quần vợt dưới nước, aerobic cường độ cao dành cho người có sức khỏe tốt. Quá trình tập luyện không bị gò bó mà luôn mang nét biến tấu ngẫu hứng sẽ giúp giới trẻ sảng khoái và tươi vui sau những giờ học tập làm việc căng thẳng.